ngoại ngữ nói chung, đầu tiên phải thuộc từ vựng, phát âm đúng và hiểu nghĩa của từ vựng. Sau đó mới học đến cách sử dụng, mỗi người sẽ học và nghiên cứu sâu hơn. Với ý nghĩa đó, HTV xin trân trọng giới thiệu với khán giả chương trình học 5 từ vựng tiếng Anh đơn giản mỗi ngày với bộ phim Fimbles. Hy vọng những câu chuyện của trẻ thơ với hình ảnh đẹp, nội dung phim đơn giản, dễ thương sẽ tạo ấn tượng tốt cho việc học từ vựng Anh ngữ. Kính chào quý vị khán giả. Bài học hôm nay của chúng ta là Spinning top, dizzy, wobbly, mend, broken. Mở đầu bài học hôm nay, mời quý vị khán giả cùng học với trường tiểu học quốc tế A Châu. Spinning top. Spinning top. Spinning top. Spinning top. Spinning top. Spinning top. Khi các bạn muốn nói về con quay bóng dầu, các bạn hãy sử dụng từ spinning top. Jane loves to play with her toy spinning top. Jane thích chơi với con quay của em ấy. Spinning top là con quay bóng dầu. Spinning top. Dizzy. 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 Okay, good girl. Okay. Khi các bạn muốn nói về sự hoa mắt, chóng mặt, các bạn hãy sử dụng từ dizzy. After running in a circle, I felt dizzy. Sau khi chạy một vòng, tôi cảm thấy chóng mặt. Dizzy là hoa mắt, chóng mặt. Wobbly. 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 Okay, three. Wobbly. Wobbly. Three. Wobbly. Wobbly. Okay. Wobbly. Wobbly. Okay. Khi các bạn muốn nói về sự lắc lư, lảo đảo, các bạn hãy sử dụng từ wobbly. After sitting at the table for 8 hours, my legs feel wobbly when I stand up. Sau khi ngồi ở bàn 8 tiếng, hai chân tôi lảo đảo khi đứng dậy. Wobbly là sự lắc lư, lảo đảo. Wobbly. Bend. Again. Very good. Sit down. Mend. Mend. Sở trở. Các bạn hãy sử dụng từ mend. My mother will mend the hole in my shirt. Mẹ tôi vá lại cái lỗ trên áo của tôi. Mend là chỗ vá. Mạng. Sở trở. Men. Broken. 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 Can you stand up? Broken. Broken. Okay, very good. Khi các bạn muốn nói về sự bị vỡ, bị hư, các bạn hãy sử dụng từ broken. This clock does not work.
It is broken. Cái đồng hồ này không chạy nữa. Nó hư rồi. Broken là sợ bị vỡ, bị hư. Broken. A, B, C, D, E, F, G. Kính thưa quý vị, khán giả, ở phần luyện nghe, chúng tôi đã mời du khách một số nước đọc 5 từ của bài học nhằm giúp các bạn nhận biết sự khác biệt các phát âm trong trường học và môi trường giao tiếp bên ngoài. Và du khách nếu nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, sự khác biệt sẽ rõ hơn tùy thuộc thời gian họ đã dành cho việc học tiếng Anh bao lâu. Spinning top, dizzy, wobbly, mend, broken. 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 A, B, C, D, E, F, G. Học tiếng Anh, nếu các bạn nói phát âm đúng, khi giao tiếp bằng tiếng Anh có thể sẽ giúp các bạn nghe dễ dàng hơn. Ở phần luyện phát âm này, mời quý vị và các em đọc theo. Spinning top. Spinning top. Spin. Grin. Blin. Chin. Stint. Dizzy. 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 Tizzy. Fizzy. Lizzy. Busy. Wobbly. 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 Costly. Kindly. Lively. Lonely. Mend. 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 Tend. Rend. Pend. Fend. Broken. 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 Stoker. Snowball. Spoken. Crocus. A, B, C, D, E, F, G. Tiếp tục bài học hôm nay, kính mời quý vị xem phim Fimbles để lắng nghe các diễn viên dễ thương của chúng ta sử dụng năm từ vừa học ra sao nhé. Nhìn xem mình tìm thấy gì nè. Every girl, every boy. Nào các bạn ơi, hãy cùng đến đây và mở mắt ra xem. Các bạn sẽ thấy một thế giới với thật nhiều những điều ngạc nhiên, kỳ diệu. Nào các bạn, chúng mình đi tìm các bạn Fimbo thôi. Fimbo, Fimbo, Fimbo. Chúng mình là những chú heo Fimbo. Nhìn xem mình đang làm gì nè. Các bạn biết đây là cái gì không? Nó hơi cong cong nè. Một cái vòng tròn. Mình làm thêm một cái nữa.
Xong rồi. Hello, Flory. Chào Flory. Bạn đang làm gì đó? Mình đang làm... Đố bạn mình đang làm gì? Vòng tròn đó, Fimbo. Of course. Đúng rồi, vòng tròn. Yes. Ôi, đẹp quá. A good circle. Now, nhưng mà mình làm gì với nó bây giờ? Để chơi. Oh, yes, được game. Đó, chơi đi. Một chiếc lá. Ôi, Pom có cảm giác lạ nè. Pom phải đi tìm một thứ gì đây? Mình thấy một cái gì đó lấp lánh. Mình nghe thấy một âm thanh rất lạ. Hình như mình sắp tìm ra một cái gì đó. Nó ở đâu? Nó đâu rồi? Mà nó là gì vậy ta? À, nó ở đằng kia kìa. Nào các bạn, ta cùng lại xem nào. Mình phải tìm ra nó. Nó ở đâu nhỉ? Các bạn có thấy nó ở đâu không? À, nhìn nè, Tom tìm được rồi. Lắc lắc. Tom sẽ đi khoe với cô Bessie. Cô Bessie ơi. Ripple, my love, you can't steal. Mới ăn xong mà, sao lại đói nữa rồi? Enormous meal. Oh, hello, Pom. Chào Pom. Bessie. Cô Bessie ơi, cô nhìn nè. Oh, what's that? Ôi, cái gì đó? Bless my feet. Lâu lắm rồi cô mới thấy một cái bông dụ đó. I haven't seen one of those in ages. A spinning top. Chào bạn bông dụ. Hi, spinning top. It spins round and round. Nó sẽ quay vòng vòng đó, Pom. Quay vòng vòng mà. Yes, đúng rồi, quay vòng vòng đó. Lots of things có nhiều thứ quay vòng vòng lắm. Shall we see? Tom, có muốn coi không? See, dạ see. Muốn ạ. Nó quay vòng vòng kìa cô Bessie. Yes, Pom. Đúng rồi, đó là cái dù đó, Pom. And here's something else that goes vòng vòng round and round. Đẹp quá, quay vòng vòng. And that's a ride at a fair. Kìa. It's going nó round quay vòng vòng nữa. And there's còn another có kind một cái bông dụ nữa. Cái gì quay vòng vòng vậy cô? Yes, that's the washing in a washing machine. Vòng đấy. The wheels on the back goes vòng vòng round luôn. And round. Quay vòng vòng, quay vòng vòng. Bánh xe ngựa cũng quay vòng vòng. Quay go suốt round cả ngày. And round all day long. Oh, đẹp quá. It's going round, quay vòng vòng. Quay vòng vòng. That's right. Đúng rồi đó, Pom. Shall we make bây giờ thì mình cho con bông dụ này quay vòng đi. Để Pom làm à. Now lift the handle nó lên. That's it. Now push rồi, it down. Rồi bây giờ thì nhấn nó xuống. And down. Lên. And up. Lên. And down. Xuống. Xuống. Lên. Let it go, Pom. Rồi buông nó ra đi, Pom. Nó quay vòng vòng rồi. Pom giỏi round quá. And round and round and round. Quay vòng vòng như bông dụ quay vòng. Quay vòng vòng, quay vòng vòng. Quay đến hết mới xong. Coi chừng chóng mặt nè, Pom. Đừng ghét vô, coi chừng chóng mặt bây giờ. Chóng mặt à. Quay vòng vòng, quay vòng vòng. Như bông dụ quay vòng. Quay vòng vòng, quay vòng vòng. Quay đến hết mới xong.
Con bị sao vậy? Thòm chóng mặt quá. Hey, coi chừng đụng đầu đó. Are you all right, Pom? Bạn có sao không? Thòm chóng mặt. You certainly are wobbling all over the place. Thòm đi đứng lạng quạng quá ha. Biết mình nghĩ gì không? You know what I think, Pom? Mình nghĩ I think you've hoa mắt đó. The dizzy. Dizzy. Hoa mắt, đúng rồi. Chóng mặt, hoa mắt. Dizzy. Uh-oh. Pom. I better go and tell the others. Thôi chừng đó, mình phải đi nói cho mọi người biết mới được. There we are. Xong, one red một vòng tròn đỏ, one một vòng tròn vàng và một vòng tròn xanh. Now, giờ mình chơi sao đây? Here you go. Này, now what do còn mình sẽ làm gì? Well, you choose chọn một màu, rồi ném trái thông vào vòng tròn có màu đó. Into that color. Oh, I see. À, hiểu rồi. Well, để coi vòng tròn màu đỏ. Yay! I did it! Rồi. Oh, your turn. Được bạn đó, Fimbo. Bạn chọn màu nào? Màu blue. Xanh. Ôi, hụt rồi. Để mình nhấn lại coi. Oh, lại hụt nữa rồi. Oh, my turn. Giờ đến lượt mình. Quick, quick, nhanh, come quickly. Lại đây nhanh lên. What's the matter, có chuyện gì vậy, Rocket? It's Pom. Thòm She's bị hoa got mắt the disease. Oh, the disease. Hoa mắt à? What's là that? Cái gì vậy? Come and see, Flurry. Xem đi, Flurry. Quay vòng vòng. Quay vòng vòng. Ôi, Pom chóng mặt. Đó, thấy chưa? Pom bị hoa mắt đó. Chào Pom. Larry, Pom tìm được nè. Cái gì vậy? Bông dụ đó. Quay vòng vòng. Sao quay được? Như vậy hả? Không phải. Lên xuống, lên xuống. Vào nhanh quá. Nó quay vòng vòng, nó quay vòng vòng kia. Look, Flurry, kia Flurry. Pom lại bị hoa mắt nữa rồi. Mình biết tại sao rồi, nhìn đây. Tại vì Pom quay vòng vòng theo các bông dụ nên mới bị hoa mắt đó. Watch out, Pom. Coi chừng đó, Pom. Quay vòng vòng. Ôi. Oh dear, Pom. Ôi, tội nghiệp, Pom. Oh, it's broken. Này, nó bị bể rồi. Oh, bể rồi à. Broken. Bể rồi. Broken. Oh, oh no, Pom. The top's Pom, come nó bị bể off. Rồi, it không có quay được nữa anymore. Đâu. No more round. Vậy là hết quay vòng vòng rồi. No, Pom. Shall we take it to Rolly Mo? Mình đem nó tới bác Rolly xem bạn ấy có sửa được không nha. Tiffany, tell me the idea, Flurry. Well, let's go mình cùng đi nào. Come on, Pom. Đi thôi, Pom. Ừ, Pom đi mà. Did you say a spinning cháu nói là một cái bông dụ hả, Bessie? Pom tìm thấy một cái bông dụ đó, bác. I haven't seen lâu lắm rồi bác không có nhìn thấy nó đó. Cháu cũng nói y chang như vậy luôn. I do like giờ watching them go round and round, round and round. Round and round. Hello, Pom. À, chào Pom. Bác Lily ơi. Quay vòng vòng. Well, yes, ừ, I do roll round and round, đúng round cái bông dụ của cháu đó, just like your spinning top. Where is it, nó Pom? Đâu rồi, Pom? Dạ, nó bể rồi ạ. À. Sao happened? Lại bể? Pom, Pom bị hoa mắt rồi đụng làm nó bể đó ạ. Bác nhìn xem, cái cán bị rút ra rồi. Pom got the dizzy. Pom bị hoa mắt à? Yes, she dạ, gets the Pom quay vòng vòng nên bạn ấy bị hoa mắt rồi đi lãng quảng. All wobbly like this. Giống kì nè bác. Quay vòng vòng, bể rồi. Oh, can you mend bác it, sửa Rosie, nó lại được please? Không, bác Rolly? Let me have để a look. Xem. I wonder. Không biết có dán lại maybe được hay we can đây. Glue the top back on. Oh yes, please, Rolly. Đấy bác. We want to see muốn coi nó quay vòng again. Vòng lắm. I do my best. Để bác you look so glum, Pom. Đừng có buồn. What about Pom? A story meanwhile to cheer you up? Hey? Được đó bác. Righty-ho. Được rồi, chờ bác một chút. Back in a Rolly-mo.
Books over here, books over there, books, books, everywhere. When you take a look inside a book, who knows what you will see. When you take a look inside a book, it's fun as fun can be. With cats and dogs and birds and frogs, a monkey who says boo, boo, wonderful things, giants and kings, and maybe a fable or two. Oh, what have we here? When you take a look inside a book, who knows what you might see? A story or rhyme, just take the time to read along with me. Now then, rồi, are you sitting comfortably? Sẵn sàng chưa? Yes. Dạ rồi ạ. Good. Vậy then bắt I'll đầu begin. Nha. This story is called là A Windy Day. Phiêu lưu. Once upon a time, a little old một woman decided to go shopping, đi mua đồ, so she nên put on her new red hat. Của mình lên. It was a very windy day, and soon the little old woman saw her friend Brown, Mrs. Brown. Của mình. I'll go and show her my new red hat, mình sẽ she said. Brown về chiếc nón mới của mình mới được. Just then, đúng the wind blew the hat lên, right off the little old woman's head. Bà ấy. Oh bà ấy dear, ta. Ê, she cried, quay lại đây. Come back, hat! But the hat nhìn was enjoying himself. He spun round and round in the wind, up as high as the church weathercock. I'm spinning faster than you, called the hat. The wind blew him over the roofs, over the garden, over fields and hedges, until suddenly the hat saw something in the distance. It was a tall, thin thing, but it had four enormous arms. Ooh, is it a monster? Là một con quái vật. Wondered the hat. Rồi nó nghe thấy một giọng nói. A round smiley man came cảm out. Gió nha. Thank you, wind, he called. I'm going gió to make some flour today. Quay, you've made the sails turn đấy. On my windmill. Oh, silly me, nó nói, said the hat. Thì ra it's là a windmill. Gió. Mình ngốc quá. Just then, the ngay wind lúc đó, changed gió its đổi mind, hướng, as winds often do, lại qua and blew the hat rào. Back over the fields and hedges, ra cánh đồng, over the gardens and rooftops, cây, over the weathercock and nhà, back onto the little old woman's rồi head. Đáp lên đầu của chủ nó. What a smart ôi, new hat, ha. Said Mrs. Brown. Nói, thank you, said the little ấy, old woman. Và thì thầm với cái nón rằng, but she said quietly to the hat, now stay there and don't fly off again. Nữa, nghe chưa? And the red hat thought thầm, he had probably had enough adventures for a while. Vậy là cái nó cũng quay vòng vòng. That's right. The hat went spinning round and round. Now, rồi, let's see if I can help your top go spinning round and round again. You can help me if you like, Pom. Oh, yes, please. Pom, giúp bác sửa nó. Pom, Pom giúp bác với. Oh. I wonder what Pimbo's không biết Pimbo đang làm gì, ha? Oh, Pimbo. Pimbo. Oh, Flurry. Flurry. Look, look, I can giờ do it mình now. Trúng rồi. I'm going mình for the vòng vàng đây. Oh. No, Ribble. Không, it's the wrong đâu color. Có trúng đâu. Oh, try again, làm Pimbo. Lại đi, Pimbo. Yay! Oh, can I have để mình ném lại lần nữa nha, of course you can. Yeah, ném đi, oh, what color shall I ném màu nào đây, Ribble? Okay, I'll go rồi, for blue. Màu xanh. Hooray! Oh, Bimbo. Bimbo ơi, đi coi cái bông dù của Tom đi. Oh, that sounds đi like nào. Fun. Chắc but hay where lắm is it? Rolly's mending it. Nó đâu it. Rồi? Bác Rolly đang sửa nó. Đi coi bác ấy sửa xong chưa? Xong rồi đây, thấy chưa? Đẹp như mới luôn. Hey, hey. Round and round. Quay vòng vòng. Nhìn nè, Flurry, Pimbo, quay vòng vòng kìa. Quay vòng vòng, quay vòng vòng, như bông dụ quay vòng. Quay vòng vòng, quay vòng vòng, quay đến lúc mới xong. Watch out, everyone! She's got the disease again. Chóng mặt, chóng mặt. Ngày một hết
hoa mắt rồi. Let's spin the top. Quay bông dụ đi, Pom. There you go, Pom. Trời đó, Pom, có phải đẹp như mới không? Quay vòng vòng, quay vòng vòng như bông dụ quay vòng. Quay vòng vòng, quay vòng vòng, quay đến hết mới xong. Quay vòng vòng, spinning like a top. Bông dụ chóng mặt rồi. Well, my little chickadee, này, các bạn của mình đã the thimbles had a busy day today. Do you remember who found the spinning top? That's right. It was Pom. Pom found the spinning top. And when it spun round, Pom turned round and round too. Bạn ấy bị chóng mặt. Oh, didn't she get dizzy? Oh, and then Pom broke the spinning top by accident. Oh, and Florrie and Thimble played a fun game, didn't they? Florrie is very good at throwing. Luckily, clever Rory was able to mend the spinning top. Maybe you can find something that turns round and round. Come and find us again next time. Now, we must fly. Goodbye. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta đã học 5 từ: spinning top, dizzy, wobbly, mend, broken. Chương trình dạy từ vựng tiếng Anh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị khán giả một ngày tốt lành.